Bất ngờ ngay lúc này, một sư bị đuổi khỏi nhóm của sư Minh Tuệ. Lý do vì sao cả nhà cùng với em nghe sư chia sẻ. Đó, bất ngờ có một người sao mà bị đuổi à? Sao vậy? Mới vô con nói là con giữ tám giới. Nói là con sàn tội là được giữ tám giới đi chung, rồi giờ mấy sư nói là ai cũng chấn đặng chấn giác hết rồi. Muốn đi chung bằng tội. Nói con mới học đạo có 5 ngày mà hôm qua con dầm mưa bay cái y, con tự bay cái y cái buổi trời từ dạ. Sư đâu có y không được chung, con dầm mưa bay cái y được. Sư đâu không có quần, con có dầm quần. Con có may quần hồi sáng. Bây giờ kêu bảo mới tay quần này trước dân chúng xong mà ở chuồng đây cũng là mà bận y bận sai có cái là mấy sư nói nếu mà sai thì sao vô là sư vô đủ làm cho vô nữa à. Tức là bây giờ các sư kia là sẽ tạm biệt thầy nha, sẽ đi một cái con đường riêng. Trời ơi, vậy là bây giờ là thầy không đi chung với các sư nữa. Con đi sau Phật tử hai nữa là con đi bộ hành rồi đi Phật tiết. Chắc con đi bộ hành rồi đi Phật tiết luôn á. Con bắt xe từ Phật tiết là đây chứ. Bây giờ có cái đại con đi bên trái thì mình tắt không được. Bên trái nó quấn người vô, mấy ông ai bày con đâu biết con quấn. Con mới quấn được hai lần trong biết được quấn. Nãy con quấn người sư kia nói giờ sư muốn dừng Phật tiết không, con cho dời. Từ gì phân tiết có 800 mấy cái số lượng con đi bộ hết tình diện. Thôi được rồi, theo con lọt. Dạ. Con thầy, thầy đúng thầy. Thầy vô vô và thầy đủ ra thì nói thôi. Đúng rồi, thầy không nói xài đâu. Dạ. Thầy chả các chú về thầy này. Dạ. Thật ra con cũng không biết là thầy có gì đấy. Nhưng mà con thầy cho con là thấy thầy này không có mưu tùng như cái tâm cầu đạo. Thầy không có cái tâm để đắc y ấy, để ngay cả cái y ấy, thầy cũng không quan trọng, không muốn không quan trọng sao dầm mưa mây y một buổi trời, chưa có quan dầm mưa mây y có buổi trời không? Con không trong được thầy nữa, con có nhắc thầy là nói gì không hả, tu thì ha mất đi sư phải bỏ thân xong rồi nãy con bận y ấy, thì sư phải sư bày nói giờ tại muốn dùng thân tiết không cái quy sư nóng xong không cái sư nóng xong rồi đúng không con cái này nói sự thật. Con nói thì nó bớt vậy thôi. Rồi mà con vô đi sau thì sư kêu ngại sư một cái trước hai đi sau. Rồi con đi xe sau Phật tử. Rồi mấy sư đi đâu rồi đi con đi phải tiết tu bộ hành phải tiết thôi. Chứ là tu á thì tâm mình phải an lạc. Con không biết thì sư bày. Nãy sư con cái này chắc con mới may hôm qua thì con chưa muốn gấp. Sư cũng bày con mà sư nói là tại có gì phải tiết thôi. Con nói đúng chứ con nói sai. Giờ là con đi vừa bộ hành vừa không tiếc thì con không nói xấu giờ tài con nói là con nói đúng con góp ý đúng thì lúc mà vô á con nói với sư này lúc mà vô á sư ơi con hỏi sư là hỏi tài ơi con ngồi sàn tội tài nói sàn tội giữ tám giới đúng không ngủ liên ăn liên thì con vẫn ngủ liên ăn liên con cần sợ mấy sư như tự đó con không con cách sai liên ra con vẫn cố gắng cố gắng cầu đạo mới từng thanh tiết của lỗi con ra nó hành tĩnh với ít tuổi vậy sư ông tức rồi hết duyên rồi tông vợ vâng thầy con không nói gì đâu con nói xấu dạ đúng rồi thế là rồi cái tiền bạc rồi con không có lấy để cho sư giải thích thì rồi sư giải thích thôi tôi anh có thể đợi sao con không cho cái tầng nữa hồi chiều là con đang ngất tầng rồi cắt đi vào thì đi. Là con, có phải là sư phụ bảo là những ai mà không cắt y không thì sẽ không được đi cùng nữa đi sao đúng rồi đi sao? Đi sao nhưng mà giờ sư không cho con đi sao luôn thì đi tự đi một mình đi sao tập số bất tử thì mình không đi theo tăng đoàn nãy con vô thì sư kêu là nó không cho vô rồi mà đó nãy con vô thì sư kêu không cho con vô tính sư nói luôn đúng không con phải la thôi la con đi con đừng con đi bộ vô ý của không cho cũng y cô cũng may hôm qua này để quần cô cũng may xong luôn này sáng nay thôi rồi con không được thầy nữa tức là theo con theo chúng con á theo các thầy và sư phụ của con là thầy này không có cái tâm cầu đạo không cố gắng đắc y và không cố gắng chư giới thầy đi cũng được mấy ngày rồi chứ đâu phải một buổi là sư á mới vô á con đi rồi con có sao mới vậy mới vô là ngày đầu tiên tấu á con ngồng với sư sư ơi con sàn giữ con sàn tội được không sư nói được giữ tám giới
tắm giới cũng được rồi, cũng vẫn giữ tắm giới chứ con, trong khi ngủ con tắt nguồn tội không. Còn cái lậu sáng sớm mà còn mở lên con bao giờ xíu ngủ, chứ ông có không bao giờ cầm chung mở chung gì đâu, cầm giới. Thôi được rồi, con không thấy có là thầy đâu, con không biết là con không có nói, tức là con chỉ thông báo thôi là thầy này sẽ không đi cùng tăng đoàn chúng con nữa. Dạ. Không đi cùng nữa, con chỉ đi một mình con. Không ăn cùng, ngủ cùng, không sinh hoạt cùng. Bởi vì lúc đầu vô anh nói là giữ tám giới, sư kêu ở tám giới cũng được, giờ thì không sao để cho sư tội đến thầy này. Bởi vì thầy này không phải là với con hay là các thầy khác mời ra, mà vị này là do chính là sư phụ của con mời ra, và sư phụ của con là cũng quan sát trong cái quá trình tu tập nhiều ngày rồi chứ không phải một hai ngày. Tôi không, tôi nói hát đi, giờ chào sư hai tôi nói hát đi anh. Đấy, là... con cũng may là cô thương, con cũng quan hết rồi nè. Con cũng có cái quần này thôi. Thật ra sư là sư có một cái y rồi, y này mắc luôn. Nhưng mà con cho người khác. Nghe nói là sư Minh Tẩy đâu có những đệ tử đâu sao mà sư. Dạ, đúng rồi, sư Minh Tẩy là đệ tử. Thầy con ngoài như sư. Thầy con là con tôn trọng thầy con thì con gọi là thầy. Thầy cũng đã nói là nếu mà sư nào á đi được thì đi, không đi được thì đồng tự đi về. Đã tự về, còn cái này là mấy sư đứng đại vô dưới lực luôn. Thầy con có mời thầy này đi sau, đi sau cho Phật tử. Mời thầy đàng hoàng chứ sao sư có con mời, thầy con mời và con cũng mời. Thì bây giờ để cho thầy thầy nói. Đúng không? Có nghe không? Đấy. À. Thầy cứ nói. Chứ sư Minh Tẩy cũng đã nói rõ là công nhận đệ tử. Con cũng đừng có mang danh là nói là đệ tử thầy. Không, nhưng mà thông thường là em nhớ là những cái chuyện trọng đại như thế này là chính miệng chưa nói với nhau. Em nói như thế này nè, ở đây là không có tăng đoàn gì cả. Có nói thầy Minh Tẩy tự đi một mình thôi chứ không có tăng đoàn gì cả. Không đi cùng đứa con luôn. Đừng có ghép vào cái tăng đoàn ở đây. Không ngủ, không ăn ngủ cùng đứa con. Dạ, cái đó là cái gì bình thường, nhưng mà đừng có nói ở đây là sư Minh Tẩy. Bây giờ cái gì để sư thi? Sư là bây giờ mấy sư là đi theo sư Minh Tẩy để sư Minh Tẩy nói xấu gì sư đâu nghe nhất tự nhiên tâm con nói xấu cái nào đúng rồi nói sự rồi con dường sư con nói xấu sư không cái nào đúng rồi đúng luôn. Rồi bây giờ mình còn đi chung nữa không mà sư? Thầy đó nói như vậy thì tao con không ai, đi ai, chung. Ai nói á? Đúng là ai là người đứng ra nói? Thầy đã nói đó. Thầy đó đâu có quyền. Tăng gì? Tăng gì? Nhưng mà mới đầu vô con đi một ngày đầu á, con hỏi sư Minh Tượng Hoàng, con nói là ngài Minh Tượng á, con nói con có được, con có được xài tội không sư? Dạ. Sư nói là sư nói một câu là con không có nhận đệ tử, ai muốn ở gì đi mà muốn xài tội thì xài, nhưng mà cũng mở nhạc nghe, mở nhạc thì phạm giới, bên trong giới thì cấm nghe nhạc á, phạm giới vẫn xài tội bình thường, nhưng mà con đi mấy ngày con tắt nguồn không thôi. Nếu mà sư thật sự tu á, sư đúng rồi thì ngào sư Minh Tẩy nói á, sư thì nói xong nhưng mà hồi nãy á, sư này nãy xong với con, sư đã nói xong với con luôn đó. Tại vì con mấy y rồi qua con dập mưa một buổi luôn, từ 11 giờ sáng mà không biết tới 5 giờ chiều mới xong. Sư là hồi nãy là ai là người mời thì sư ra khỏi cái đoạn của mình. Sư hồi nãy đó mời sư không? Con nói xấu với sư Minh Tẩy, tại đi con nói xấu với sư Minh Tẩy thôi. Con nói cái đúng rồi chứ con nói xấu. Bây giờ hồi nãy con ăn ấp đi là mấy sư kia bày cũng đắp. Cái là sư có sư nói là thì đắp gọn lên tại chưa đi đâu. Đi mới đắp kiểu như mấy sư. Là sư kia mới qua nói là ngài muốn gì, tại muốn gì phân tiết không? Tại muốn gì phân tiết không? Con giúp vé đơn tại vì ngay lập tức liền. Đó, tại nãy có đổ xăng không? Ngài nói quyền gì? Không? Ông có quyền gì không? Ông không phải đổ xăng gì không? Con nói tu mà đổ xăng làm gì? Đi tu là tu tâm, tu lấy chứ không phải lấy tiếng đâu mà mấy thằng nó đổ xăng. Đó là không có nói vậy á. Rồi sư á, đó giờ nãy con vô ai mấy người kia đi sao dẫn đi sao vô sư kêu con ra ngoài đó, mấy bước vô sư kêu con ra ngoài mà đấy cái rõ ràng sư cho con ra ngoài mà sư xác nhận là đúng rồi. Điều là sư đeo kính nói là hỏi sư có thích về phát triển đó lúc còn mai cái này là mai cái này là tức là con nói xấu sư đâu, tức là sư có giữ giới gì không, có làm cái điều gì mình sai không? Không, con có vô phạm giới, con vẫn ăn ngày một bữa mà. Yeah. Con chỉ có xài điện thoại, nhưng mà con chỉ xài điện thoại là 3 giờ sáng dậy mở nguồn lên cái con hóa chưa tới 5 giây là con tắt. Cũng như mình coi giờ đúng không? Dạ. Còn mấy sư này con ở tù xài điện thoại thì sư Minh Chí xài sư Minh mấy người quăng đó là 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 quăng đó là
nhưng mà mấy sư vô con à, hỏi sư bạn mà con xin sư minh tội nó không sao giữ tấm giới mà mỗi lần ăn là cách xa la tại vì ta không thích con lý do là sao mà sao là không thích mình đi tôi nha sao là không thích dùng rồi đó này may cái này may cái này cũng hỏi thì người ta kêu tự biết tính toán may rồi cũng tự may luôn đầu á rồi mấy sư trong đoạn với phần nữa là đó may này với đắp này đó một hai sư thì tại bạn đắp mà kiểu như là đắp con đắp không được thì con cũng cái trái quấn cái này quấn gì cái da trái mình quấn như vậy xong nó khó quấn là đấy đắp con thuộc là sư kêu nói có muốn gì không tiếc không cũng mới nói là sư tu mà nổi sân cũng mới nói một câu á giờ xảy ra tình huống cái con đã có tâm cầu đạo tại vì con nói con đi học đạo con chưa biết Phật là gì con có bán xe từ Phan Thiết 550 ngàn bắt xe thẳng ra ngoài Hà Tĩnh 600 ngàn 600 ngàn con tôi 4 giờ sáng dầm mưa tới con đi tại 5 ngày nay rồi xuống tóc con xuống may quần con cũng may y con cũng tự may luôn rồi giờ không cho biết chúng tôi với con bộ gì có tí rồi bây giờ là mình sẽ hành trình đi bộ về Phan Thiết luôn dạ. Yeah. Thôi bây giờ nếu mà vậy thì thôi mình sẽ hành trình một mình đi. Yeah. À, mình sẽ đi riêng một mình. Yeah. Cứ lội bộ khi nào mình mệt đó thì mình nghỉ. Không ấy là cho tiền sương bắt xe về. Dạ con nếu mà giờ hết gì thì con cũng xin bắt xe về luôn chứ tôi mệt nữa. Bây giờ sẽ còn tiền đi về không? Dạ. Bây giờ sẽ còn tiền về không? Không có dạ, được Vinh đi ăn hết luôn rồi, còn tiền với còn điện thoại Vinh còn tiền về không? Sư không còn, bà sư định đi không bộ còn tiền. Luôn. Sư mới về hả? Lại cho cái nguyên văn mà nãy là sư Bất Kiến nói vậy, sư Bất Kiến nghe. Sư Bất Kiến nãy à, có xong nó vậy. Lúc nãy có ấp con vai tập bắp bi á, tập bắp bi kiểu như mấy sư á là cái sư kia nói là không tài chưa đi, ở lại ngày mai tại mới đi mà mình đắp cái gọn thôi là bắt chước con đắp gọn. Quấn gọn cái này đó. Sư qua nói tài muốn nhiều Phan Thiết không? Còn giúp tài một vé tài giường Phan Thiết ngay lập tức. Nó từ tài nó nói vậy luôn, tao cũng có nói là sư tu mà sao sư xong nổi xong quá. Con biết là sư bày á, tài có đi liền đâu mà hết đi. Mà con cũng chưa biết đắp tại cái y là mới bay qua. Rồi. Xong biết đắp được, sư từ 6 năm rồi, mình mới học rồi sao biết được. Sư mấy sư trong đó chuyện đó. Nhưng mà sư Minh Tại không có nói đúng không? Ngài sư Minh Tại nói mấy bữa con vô á, ngày đầu là con xin sàn tội là ngài cho, mà giờ ngài nói là trong đoàn ngài tu giữ giới rồi, dụ như tấu tài ngũ thì cặp tội này quay sao nói con không có quay. Nói sư nói nếu mà thầy sàn tội thầy với thầy ra khỏi đồ một ngày thầy đi trước còn không nữa tại tự đi một mình thầy nói sư nói gì cũng mới la tại thôi không có gian đó chào mẹ nói nha ta mất tiếng đây sư biết tội có luôn nó trong lực rồi có vậy sư cho là sư là bắt xe về đúng không dạ giờ cũng về nhà chứ giờ để con nói sư nghe này ở đây là tự sư đi theo đúng không dạ từ lúc mấy xe mà mà thầy Minh Tuệ là coi như đâu có nhất đệ tử hay là như thế nào không, đâu mà bảo đi theo đoàn đó giờ mới kêu rồi tôi còn đó là không có ở tử mà một phải bắt mây y có y có quần như vậy mới được có teo bữa nay không ai ai teo là không sư cho phải bật buộc mình phải tự may một cái y này qua của tự mình không cho đó bữa nay sư mình tội luôn á con có tự may cái y này này rồi cái quần này này cái quần này là con may được chưa này cũng có y này may được qua ai làm mới cho những cái lời không ai cho tại vì con tự may lại giấu may lại nói gốc nhưng mà sư minh tội đâu có nói tại gì đâu đúng không với lại sư minh tội nếu mà muốn cái tên sư là phải tự mình may một y và một cái đó cũng đúng 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 nói sai cho nên con tự may con đi mà mấy sư như thì không thích con thì rồi thôi vậy mình cứ về thôi sư ơi không sao đâu cái này là tu là tu của anh không phải là đi chung là huynh mới tu được một mình vẫn có thể tu được huynh muốn học tu thì tự huynh đi cái này chứ không phải là phải đi theo thầy Minh Tuệ để tu với huynh mới tu được mà nếu như mà huynh phát ngôn như vậy làm ảnh hưởng là con nói xấu rồi thầy Minh Tuệ con đi con học cái cách của ngài thôi là cách tịnh tâm rồi thôi tại con thấy ngài con chọn trước khi đi là huynh là tìm hiểu chứ huynh muốn nói gì đâu huynh phải nói cho nó chuẩn trước khi đi là huynh là tìm hiểu chứ huynh ra huynh nói dạ con tìm hiểu trên YouTube vô Facebook đó là con mới la đây con thấy ngài đi bộ ngài nói ngài nào không nhận đệ tử con cũng xin vô
giờ mấy sư này đủ một lần thôi, tức là đi chung thôi chứ phải sinh do sinh ra ở đây là thầy cũng phải. Cái này lấy quay đây. Cái một mình mà giờ bên này bất kể là mình tự nguyện mình vào chứ không phải là ai kêu mình vào, ai cho phép mình vào. Nếu như đến bây giờ á, huynh khách muốn ra rồi là cái không cho đi cùng đoàn á là như thế nào á? Nãy mới vô mấy sư đủ ra mà, cái sư kiếm đủ ra mà. Tôi mới vô. Con ba làm chứng không? Làm chứng không? Rồi cho sư không? Tôi huynh không? Lấy ngồi với cái anh mà đi mang cái ba lô vô đi ấy lại nó rồi người ta luôn giờ là con không cho chung đúng không? Nói chung bây giờ mình tìm hiểu nghe nhân à, chắc có lý do gì đó cho nên mấy sư kia đối xử như thế chứ không lý do con có phạm giới không phạm gì hết á. Con này gì không? Con có tiền nhưng mà con chỉ tại vì mình đi tu đâu cần tiền đâu. Con có điện thoại thôi. Đó là lúc ngày đầu con nói với sư rồi mà, sư ở cho rồi mà. Con nói ngày đầu con vô là con nói với sư là con chỉ còn điện thoại thôi, sư nói xài được không sao. Mà có mở nhạc, con có mở nhạc đâu. Thầy có con có giữ được giới không khi mà theo thầy đi chơi? Dạ con vẫn giữ giới mà, con đổ xăng con vẫn cười giữ, con vẫn như biên con cười không giờ, có nói được. Là giờ là coi như thầy hỏi lại cho luôn. Dạ đúng là giờ là có tiền rồi, giờ là tôi em có tiền rồi bắt xe về. Dạ, con bắt xe về lại thôi chứ giờ hết chuyện rồi xong tu. Vậy thì sao?